Xin chào cả nhà. Hiện tại mình đang chạy trên đường đèo Prenn, đoạn từ khu du lịch Đa Tân La xuống chân đèo Prenn. Như cả nhà cũng thấy thì hiện tại mặt đường và vạch đường cũng đã xong rồi. Chỉ còn một số hạng mục là chưa hoàn thành. Nếu như cả nhà mình có ý định mà đi du lịch lên Đà Lạt trong cái dịp Tết dương lịch này thì cũng nên nắm thông tin là ngày 29 tháng 12 này các bút chặn ở trên đường đèo Prenn sẽ được mở ra để thuận lợi cho việc đi lại của người dân và du khách trong dịp Tết dương lịch này. Cho đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 thì các bút chặn sẽ bắt đầu là hoạt động lại. Thank you.
cái đường giữa chưa vạch xong rồi nha. Đó.